Cái này là dấu hiệu của cha, cái này là đọc kinh của Phật, còn cái này là toàn thế giới sau này sẽ là đạo thiên tâm. Cái màu vàng này là người Việt da vàng, tức là người của mình sau này về mặt tâm linh nước Việt sẽ đứng đầu. Còn trên này có cái viền ba sọc này á, là miền Bắc, miền Trung, miền Nam, là ba sọc. Nó không có giống như là cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa nha, đừng có hiểu lầm chỗ này. Cái màu vàng là tượng trưng cho dân da vàng người Việt, là ở đây có nước Việt đây nè. Đó. Thì nhân loại sẽ to chỉ có độc nhất thần là Thượng Đế. Học kinh Phật tức là đạo Phật, không phải là đạo, mượn cái đó giống như cái SO này tao thành chính cha 9.000 gì đó, mỗi công thức để mà hóa giải cái nhân loại tham sân si, không còn thánh chiến, biết luân hồi sanh tử. Nước Việt là gì? Cái phong thủy từ xưa, từ ở bên Ai Cập rồi qua tới Ấn Độ rồi qua Tàu, bây giờ Phật xuôi về Nam á, trong kinh có nói đó, thì nước Việt kỳ này được chọn là thánh địa, không phải là Jerusalem nữa mà là núi Cấm. Đó là vậy đó, ý nghĩa.